chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là KKTN đây. Rồi thì ok, hôm nay mình sẽ quay một clip cùng với Miu Miu TV và đập Lucky Block nè. Miu Miu ơi, ủa trời tờ, ủa bà giờ bà còn khó. Mình rủ bà hồi nào bà vào, bà vào bà cũng ngủ, bà vào bà cũng ngủ. Trời tờ, Miu Miu ơi, Miu Miu. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Giờ bà còn hỏi gì vậy nữa. Rồi hồi nãy bà có nhớ tôi đang làm gì bà không? Không. Nãy đi đâu? À hồi nãy là tôi rủ. Nhà Miu là ai? Vậy đây là đâu? Nhà Miu là ai? Không. Hồi nãy tôi rủ bà vào map này bà chơi, cái xong bà chờ tôi bật video lên cái là bà ngủ. Là sao? Em bấm tường nè. Thôi mệt quá, kệ bà đi. Rồi thì hôm nay mình sẽ quay video đại chiến đập Lucky Block cùng Miu Miu TV. Và nếu bạn nào thấy thích video này thì đừng bỏ ra từ 5 đến 15 giây để có thể ấn like nè, ấn subscribe nè, ấn chia sẻ để ủng hộ mình nha. Và sắp tới thì lâu rồi Miu cũng chưa gặp mấy bạn đúng phải không? À đúng rồi đó, lâu rồi tụi mình cũng chưa gặp mấy bạn nữa. Mà thôi kệ đi. Rồi và sắp tới thì mình sẽ bắt đầu tạo một cái server cho mọi người vào cùng để cái gì ta? Sắp tới cho mình nói lại đi, lòng vòng quá. Rồi thì sắp tới thì mình sẽ gọi là sao ta? Sẽ tạo một cái server chung để mọi người cùng vào chơi và mọi người hãy ủng hộ cái server của bọn mình trong thời gian sắp tới nha. Ok rồi, bắt đầu chơi thôi Miu. Dạ. Mà khoan, bốc thăm nữa mà. Bốc thăm, ok. Em cứ nắp này vậy. Nè, hai ra nha. Bốc thăm trước. Ý, em đòi đỏ chứ. Gì vậy? Em đòi đỏ mà. Rồi, em đòi đỏ nè. Mà đòi đỏ hả? Kệ ba rồi. Xong, giờ thì chắc mình đổi xanh rồi. Ok, được rồi. Thì bây giờ thì Đau. Bắt đầu, yeah. Đào Lucky Block thôi mọi người ơi. Cái quần kim cương. Ủa như vậy bà sợ quá. Bà kêu bà lát. Ấy ở đâu sao trời cũng lâu quá. À tôi được một cái đốt nhà nè. Đây. Hai cái đốt nhà. Tí nữa tôi đốt nhà bà luôn. Ờ một cái giáo gì đây. Cái giáo này. Ấy từ đứng lại. Đừng chơi bậy mà. Từ qua đây. Từ tôi thử chứ. Đúng không? Thử test thử. Từ đứng em. Em có kim kim cương rồi đó. Hay. Ủa? À, rớt lửa, yeah. Oh my god, mày chết rồi. Cuối cùng là tôi cũng, ủa, cái gì đây? Oh my god, cái này là, ấy máy mất block này. À, hay. Ai chơi lại em? Đó, anh trai chơi lại em đó. Em có cái súng này nè, cái súng đại tác rồi ta. Mày nhìn nha. Ủa sao không được ta? Cái súng để chân à? À, em có cái giáo rồi nha. À, cái dấu lửa chạy mọi người ơi. À đợt ta ơi, đạp yeah. Ủa mấy đốt lửa yeah, thì rồi tôi đi trước nha. Ở bắt cua đi, Miu này qua đây bắt. Dạ em bắt cua mà. Rồi xong luôn rồi yeah. Được cái áo kim cương rồi xong xuôi rồi. Ô mọi người ơi, rồi đạp tiếp nè, đi bắt cua tiếp. Rồi, rồi, cái gì đây? Gà. Wow, đã quá à, em thích ăn uống sữa với lại mật ong nè, nhưng mà mật ong hơi bị ngợt ấy. Giờ thì, bắt cua lên hả Miu Miu? Trời ơi, làm gì có bắt cua lên, lâu có bắt cua lên đâu. Rồi, hình như bắt cua lên đây đúng không Miu Miu? Dạ, đúng rồi. Để tờ đi. Em có một cái cung, em sẽ bắn anh cà. À đừng có bắn tôi. Ủa dạ. Biết chưa. Ủa dạ tí. Rồi tờ bà bắt cô té kìa. Chưa. Ý em có hai cái kiếm kim cương nè, anh cho bằng không? À không biết nữa, thôi cứ giữ nó đi. Tí nữa mình bê với nhau đấy Miu Miu à. Cho nên là này mình đặt qua được nè anh ca. Kệ đi. Rồi nhé, yeah. Rồi đây nè. Tôi cũng có cái kim cương nè. Yeah. Ai mạnh hơn, em có cái súng rồi nha. À từ tôi cũng có cái cung nè. Nhưng mà từ nha. Bà nha, tôi có cái kiếm đại bảo nè chứ không cần phải là kiếm kim cương đâu. Đấy. Đúng rồi.
Ok, giờ tôi đặt. Thôi, tôi được một cái chảo tán cho mặt bà này, Miu ơi. Cái sắc đẹp của Miu à. Rồi, xong rồi. À, lên đây. Đặt. Đi lên đi, Miu. Không, em đặt lên. Em đặt lên mà. Đặt lên hả? Dạ. Từ từ. Rồi, rồi, để tôi. Bay lên nha, bay lên, bay trên. Đi lên đi bà nội. Đừng có ở dưới. Đi lên không? Từ từ, giờ em mới được nè. Rồi đó, xong rồi, bay lên. Úi, cái này là gì? Bà đi qua, bà đi ngược lại bà nội. Ý, em vô trong nhà gì nè. Anh ca vô trong đó đi. Ủa? Nhảy vô cái hố này. À, cái gì? Rồi, em biến mất rồi. Hú hú. Em ở xa anh ca rồi. Từ từ, để tôi đi lại nha. Ê, bắt cô lại mọi người ơi. Ai da. Hai da. Rồi, anh ca, hình như ở trong cái chỗ này là nó có cái sẻn nè. Sẻn gì? Sẻn. Sẻn xúc đắc đi. Xì xúc đắc hả? Từ từ, chờ tí nha. Để tôi đi qua chỗ bà coi. Rồi, bye. Da. Từ, có gà mà không ăn hồi nãy giờ luôn á tờ. Rồi. Ủa, tôi thấy tên bà nè. À, hình như ở trời. Trời ơi, tôi phải bắt cua bên đó thôi. Rồi mọi người ơi, thì mình và Miu đã tới cái chỗ BBB rồi. Và ok được rồi thì BBB là BBB. BBB là đấu kiếm đồ nha, chứ không phải là BD nha. Rồi được rồi, thì giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu trở về chỗ cái nhà của mình và bắt đầu đấu nè. Rồi từ từ nha, hồi nào tôi kêu bắt đầu đấy nha. Rồi em đang đặt cầu để qua để lên nè. Ủa, đặt cầu làm gì tờ? Để lên anh ca cũng như mà. Rồi được rồi thì giờ thì bắt đầu thôi. Bà về luôn cái nhà bà luôn á. Đây đó, ok. Rồi 3, 2, 1 xuất phát. Yeah. Từ lại. Rồi, cho tôi lại đi. Rồi, 3, 2, 1. Yeah. Mạnh quá. Bà không chơi được đâu con trai à. Mày không thoát được đâu con trai. Dạ nè, mày da nè. Chờ em tí, em chỉnh cái này. Rồi, ok à. Chỉnh gì? Dạ. Rồi, xong xôi. Đi đi, ăn đồ ăn nha. Không có đồ ăn nha. Bà chơi đồ ăn là chơi điêu nha. Cái điêu này chẳng ra nha. Chơi. Ghê không? Đó. Ê, bậy bạn ơi. Ê, từ từ nè, mọi người chứng tỏ là bình thường cho con gái nè. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Rồi, giờ bắt đầu chơi sẻn nha. Rồi, chơi thi đi nữa đi. Ok. Bà cho kiếm đúng không? Bà cho kiếm á. Bà này. Bà. Rồi, xong xôi. À, bà hay lắm. Bà này. Bà hát không? Ý, em lại bấm vào quảng cáo rồi. Trời ơi, bà bấm vào quảng cáo rồi. Ủa, rồi, được rồi. Chạy xỉn. Rồi, từ từ nha. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ý, bà này. Của tôi đào được đá luôn nha. Của tôi đào được đá luôn nha. Anh ca đừng có đào cái. Tôi đào đen luôn đó, tôi đào đen. Nè, đào. Đào tôi đào luôn nhà bà luôn. Tôi đào luôn nhà bà luôn. Á, trời ơi, tờ, bà quýnh tôi luôn. À, bà quýnh tôi à. Bà quýnh. Ơi. Ê, chơi sẻn nha, không chơi kiếm nha. Bà chơi kiếm được chưa nha? Em chơi kiếm sẻn mà. Ủa, sao bà chơi kiếm? Chứ, em tiếng. À, đi về nhà. Đi về nhà. Anh ca chơi đồ chỗ nó rồi. Sao mà em chơi được? Trời ơi, Miu gà quá Miu ơi. Tôi đào hết cái chỗ nhà này. Đừng mà. Ê,
Bậy, cho kiếm kìa, cho kiếm kìa. Có chơi kiếm đâu, em có chơi kiếm đâu mà. Chứ mà chơi mà quánh tôi kìa, tôi phải đấu lại chứ. Gì vậy, em có chơi kiếm đâu, anh ca này chơi kỳ quá à. Chơi gì sắp luôn rồi, sao nhảy. Nhảy sắp đi mèo ơi. Dạ, chào quá. Tức bà mèo quá ai. Rồi tới tới rồi đi chết, mèo lỗ thoát phòng rồi anh ca. Ủa bà thoát phòng rồi hả? Dạ trời ơi, rồi xong xuôi, giờ tôi chào một mình luôn thôi. Được rồi, và ok thì tụi mình đã quậy tranh bánh tranh cái chiến trường này rồi. Thì được rồi, thì nếu như bạn nào thấy thích video này thì đừng bỏ ra từ 5 đến 15 giây để có thể ấn like này, ấn subscribe, ấn chia sẻ đó mọi mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người, bye bye.